Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương nhắn tin xin lỗi và nói đã làm phiền tôi. Theo lời kể của Nhan Phúc Vinh, ở thời điểm xảy ra tin đồn yêu đương, Nhã Phương có nhắn tin cho anh với nội dung em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhã Phương ngẹn ngào khi nói đến Trường Giang, cái gì qua đã qua, khi được hỏi về chuyện lùm xùm của Trường Giang thời gian qua. Nhã Phương rơm rớm nước mắt, cô chia sẻ không muốn nhắc đến chuyện đã qua, chỉ muốn sống với hiện tại. Tối 15 tháng 4, Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương đều tham dự lễ trao giải cánh diều vàng diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Cả hai không đi cùng đến thảm đỏ, Nhan Phúc Vinh đến từ sớm, trong khi Nhã Phương đến khi chương trình đã bắt đầu. Nhưng suốt buổi trao giải, hai người đã ngồi cạnh nhau. Nhã Phương giành giải cánh diều vàng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh với phim Yêu Đi Đừng Sợ. Nhan Phúc Vinh được xướng tên nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh với phim Đạo Của Dân Ngụ Cư. Không có cơ hội tiếp xúc với người khác để yêu, dù thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, nhưng anh vẫn thiếu một vai diễn thực sự bứt phá. Liệu có phải vì anh trầm và ngại nổi loạn? Tôi không biết mình trầm hay không, với tôi được diễn xuất đã là một niềm vui lớn. Mỗi vai diễn mang đến cho tôi năng lượng riêng, cá tính riêng, vì mỗi nhân vật là khác biệt. Ngoài đời tôi khác trên phim, nhiều người bảo tôi nhạt nhẽo. Thật ra cũng đúng vì tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho phim. Trở về cuộc sống đời thường, tôi thấy mình sống với con người thật của mình. Tôi dân miền Tây biết nói sao nhỉ, mọi người tiếp xúc với dân miền Tây thì sẽ hiểu. Dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, chuyện tình yêu của anh sẽ như thế nào? Tôi dành nhiều thời gian nhất cho công việc, sau công việc sẽ là những đam mê, sở thích cá nhân. Tôi rất thích thể thao, trước khi bắt đầu diễn xuất tôi là dân thể thao và cũng chơi được khá nhiều môn. Sau thể thao mới là chuyện yêu đương, mối quan hệ gia đình và bạn bè. Hiện tại anh có đang tìm hiểu ai? Công việc diễn viên đi quay ngày ngày qua ngày khác, đó là công việc chẳng thấy mặt trời. 5-6 giờ sáng tôi dậy đi quay, 1-2 giờ sáng mới về đến nhà. Cơ hội ra ngoài tiếp xúc với người rất khó và gần như không có. Bắt đầu mối quan hệ với ai cũng cần phải dành sự quan tâm, chăm sóc đối phương. Có lẽ vì vậy nên tôi chưa sẵn sàng lắm cho việc tìm hiểu ai đó. Nhưng gần đây có tin đồn anh và Nhã Phương bí mật hẹn hò. Bắt đầu từ một status trên Facebook đó à, tin đồn tình cảm với Nhã Phương chỉ là tai nạn nghề nghiệp như một sự cố. Tôi như thế nào thì vẫn như vậy, mọi người sẽ hiểu. Tôi và Nhã Phương là đồng nghiệp thân thiết và tin đồn đó cũng nhỏ thôi và không khiến tôi sốc. Cú sốc lớn nhất kể từ khi tôi tham gia vào showbiz là sự cố ở cuộc đua kỳ thú cách đây mấy năm. Không yêu nhau, tại sao anh không lên tiếng đính chính ngay từ thời điểm bắt đầu có tin đồn? Tôi không lên tiếng khẳng định cũng không phủ nhận, đơn giản vì tôi không thích nói. Mình có nói hay không thì người ta vẫn nghĩ như vậy thì lên tiếng để làm gì? Tôi chỉ quan tâm giải thích đến những người bạn thật sự của mình. Còn với khán giả, tôi sẽ trân trọng tình cảm nếu khán giả họ đến vì sự nghiệp của mình. Tôi và Trường Giang vẫn vui vẻ. Nhưng rõ ràng việc anh đăng ảnh thân thiết với Nhã Phương cũng rất dễ gây hiểu lầm. Nam nữ đóng chung trong phim phải thân nhau để diễn xuất thật sự thuyết phục. Càng thân càng tốt, diễn xuất càng hiệu quả. Không phải với Nhã Phương, tôi mới vướng tin đồn. Trước đó tôi cũng có tin khi đóng với các diễn viên khác. Nhưng có thể những người đó không được quan tâm như Nhã Phương nên cũng không tạo ra thị phi. Tôi chụp ảnh với Nhã Phương rồi cho lên Facebook chỉ để làm kỷ niệm. Cả hai anh em đã rất vất vả nên muốn chia sẻ bức ảnh đó. Tôi ít dùng mạng xã hội, nếu có đăng gì cũng chỉ là để năm sau có cái nhắc lại kỷ niệm. Coi nó như nhật ký để mình nhìn lại. Khi tin đồn xảy ra, Nhã Phương nói gì với anh? Nhã Phương có nhắn tin xin lỗi tôi vì đã làm phiền. Nhưng làm trong nghề này, tin đồn như vậy làm sao tránh được. Tôi và Nhã Phương vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Nhã Phương là một trong những bạn nữ đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Ở phim trường chúng tôi ăn ý và dễ đồng cảm. Tư cách đồng nghiệp thân thiết khi Nhã Phương được cho là bị tổn thương liên quan đến chuyện Trường Giang nam em, anh đã động viên như thế nào? Thực ra tôi nghĩ mọi thứ đã bị đẩy lên quá mức. Tôi đủ hiểu Nhã Phương là phụ nữ như thế nào, tôi cũng không nói gì cả. Mối quan hệ giữa anh và Trường Giang liệu có ảnh hưởng gì sau tin đồn với Nhã Phương? Tôi và anh Giang ngày trước hay quay game show với nhau vẫn rất vui vẻ.